Vào dịp gần Tết Nguyên đán, trên địa bàn xã Đông Tảo, huyện Khói Châu có nguy cơ xảy ra các vụ trộm cắp nông sản tại nhà dân và chợ đầu mối hoa quả. Cuối năm 2017 và 2018, trong xã xảy ra 4 vụ mất trộm bưởi. Trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua, xảy ra 2 vụ mất trộm xe máy. Gần đây nhất, công an xã Đông Tảo phối hợp với công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội triệt phá một tụ điểm trộm cắp cây cảnh, nông sản liên tỉnh. Công an xã Đông Tảo đã ra thông báo tới toàn thể nhân dân về phòng ngừa trộm cắp và hướng dẫn tuyên truyền nhắc nhở người dân có cây cảnh, cây ăn quả chuẩn bị thu hoạch, nâng cao cảnh giác, trông coi vườn cẩn thận. Khi có đối tượng nghi vấn phải báo ngay cho công an xã. Lực lượng công an chính quy của xã có kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2020.